It is in the church today. Và đó cũng là điều thường xảy ra trong hội thánh ngày nay. Most of us know how important prayer is. Hầu hết chúng ta đều biết sự quan trọng của cầu nguyện. But we neglect it. Nhưng chúng ta lơ là, chúng ta xem thường. We do not put into practice what we know to be important. Chúng ta không áp dụng, không thực hành những gì mà chúng ta biết rằng đó là and điều so quan that trọng. Is why I'm teaching on the subject of prayer. Và đó chính là lý do mà tôi phải giảng dạy về vấn đề về sự cầu nguyện. Now I told you about some of my journeys.